Xin chào, như các bạn đã biết thì vừa qua mình đã làm clip hướng dẫn cách tạo một tài khoản của Nintendo. Nếu như các bạn nào chưa biết thì có thể nhấp lại vào phần link mình để ở góc phải video này hoặc là dưới phần mô tả ha. Rồi, với một tài khoản như vậy thì giờ đây các bạn có thể mua game, mua vật phẩm trong game cũng như là đăng ký các bạn demo v.v. Nhưng có một vấn đề liên quan tới bảo mật tài khoản, đó chính là bảo mật hai lớp. Thì với một cái lớp bảo mật bằng mật khẩu không á thì không thể đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn. Một ngày nào đó thì hacker cũng có thể xâm nhập vào tài khoản và đánh cắp dữ liệu của bạn, hoặc là tai hại hơn là đánh cắp các cái thông tin thanh toán như là thẻ Visa mà bạn đã nhập vào để mà mua game trên eShop đó. Hay là một cái tình huống đơn giản thôi là ai đó tình cờ mượn máy của bạn và thanh toán vô tội vạ trên eShop á, thì sau đó bạn phải mất tới 7-9 bước để mà có thể đòi lại tiền. Đấy, tai hại không? Cho nên là trong video này mình sẽ giải thích cho các bạn tầm quan trọng của phương thức bảo mật hai lớp và hướng dẫn cho các bạn cách mà bật nó trên tài khoản của Nintendo. Rồi, bắt đầu thôi. Không chỉ Nintendo mà bất kỳ tài khoản nào mà các bạn đăng ký mới hiện nay thì cũng đều khuyến khích bật cái phương thức bảo mật hai lớp này lên để đảm bảo về an toàn thông tin. Tính năng này đảm bảo cho tất cả các truy cập vào tài khoản đều cần xác thực qua một cái thiết bị cá nhân khác như là điện thoại thông minh, điện thoại di động đó. Cho nên là khiến cho tin tặc khó lòng mà truy cập được vào tài khoản của bạn thông qua một cái trang khác. Khi đăng nhập bằng mật khẩu thì hệ thống sẽ yêu cầu các bạn nhập một mã code có 6 chữ số. 6 chữ số này các bạn chỉ có thể lấy trong ứng dụng xác thực trên smartphone mà bạn đã liên kết với tài khoản của Nintendo trước đó. Vậy nên có thể hiểu đơn giản rằng là nếu như ai đó vượt qua lớp mật khẩu của bạn là lớp thứ nhất thì họ phải lấy được mã 6 chữ số này trên điện thoại của bạn nữa, tức là lớp thứ hai, thì mới có thể xâm nhập vào tài khoản cá nhân của bạn. Đó, an toàn hơn gấp bội đúng không? Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật bảo mật hai lớp trên tài khoản của Nintendo. Bước thứ nhất, các bạn truy cập vào website của Nintendo Account. Ở bước này sẽ có một bước bảo mật nữa nếu như các bạn lần đầu đăng nhập vào trên một thiết bị khác. Hệ thống của Nintendo sẽ gửi một mã code về email đăng ký của bạn, thì bạn phải truy cập vào tài khoản mail để lấy mã code này. Và nhập vào đây để đăng nhập. Cách thức này cũng giống như bảo mật hai lớp mà mình vừa giải thích. Rồi, các bạn copy cái mã và pass vào trang của Nintendo để đăng nhập. Bước 2 thì các bạn chọn một sign in and security setting. Bước 3 các bạn chọn two step verification settings. Bước 4 chọn send email để gửi mã xác nhận trong email. Nếu như địa chỉ email của bạn không chính xác thì hãy vào phần user info email address để thay đổi lại. Bước 5 nhập mã xác nhận từ email và chọn submit. Bước 6 thì các bạn trên smartphone các bạn cài đặt ứng dụng Google Authenticator trên điện thoại hoặc là máy tính bảng. Google Authenticator là một cái ứng dụng miễn phí, các bạn có thể tải trực tiếp trên Google Play Android hoặc là App Store trên iOS ha. Bước 7 thì các bạn dùng ứng dụng quét QR code trên điện thoại để quét cái mã QR code trên màn hình của Nintendo Account đang hiện ra. Rồi, bước 8, ứng dụng trên điện thoại sẽ hiển thị 6 con số xác nhận. Các bạn nhập mã 6 chữ số này để xác nhận vào trống trong bước 3 và chọn Submit. Bước 9, danh sách code backup sẽ hiển thị và các bạn phải copy những cái mã đó và lưu vào một cái nơi an toàn. Cái backup code này là dùng để đăng nhập trong trường hợp mà bạn không thể kết nối được với ứng dụng Google Authenticator. Và hãy chắc chắn rằng là các bạn đã lưu backup code ở một cái nơi an toàn nha. Mỗi cái backup code chỉ được sử dụng một lần duy nhất mà thôi. Rồi, bước 10, bạn chọn tick vào ô I have saved the backup code, sau đó nhấn OK. Rồi, sau khi đã cài đặt xong thì các bạn có thể quay lại một two step verification setting để xem lại backup code.
Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách bật bỏ mật hai lớp trên tài khoản của Nintendo. Và từ bây giờ trở đi, khi các bạn đăng nhập thì nó sẽ hỏi mã xác thực, mà mã xác thực này chỉ nằm trên smartphone của bạn. Mà thông thường á là ai cũng sẽ cài mật mã hay là dấu vân tay hay là Face ID trên điện thoại nữa. Cho nên tính ra là bảo mật 3 lớp chứ không phải là 2 lớp đâu. Chúc các bạn thành công, và nếu có bất cứ thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới mình sẽ giải đáp nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.